Rồi hello, Hải Thanh chào đại gia đình yêu thích chăn nuôi gà nha. Thì mình làm cái video này là trả lời cho một số anh em có nhắn tin hoặc là có một số anh em gọi điện trực tiếp với mình nha, có trao đổi rồi. Nhưng mà ở đây mình cũng nói lại luôn nha, là thức ăn viên công nghiệp, nếu mình nuôi gà không sử dụng thức ăn viên công nghiệp có được không? Thì thật sự mình nói là được nha. Thì ở đây mình đang áp dụng cái hình thức này. Đó, đây là cái hèm rượu nè, mình đi mua về, còn cái phần trên là phần nước hèm nha. Mình lấy ra mình ngâm vô lúa hoặc là ngâm vô gạo lứt. Thật sự là mấy cái phi lúa mình bây giờ ăn hết rồi, mình giờ còn chuyển qua cái gạo lứt hoặc là tắm nha anh em. Ngày bữa mua không có gạo lứt thì mình mua tắm. Nói chung là về cũng phải ngâm qua nước hèm này. Tại trong cái nước hèm nó còn một số cái con men á có lợi. Mình ngâm vô và cái lúa hoặc là cái gạo lứt hoặc là cái tấm của mình á, nó ngấm được cái chất men này thì con gà ăn vô tiêu hóa rất là tốt. Đó, thì sau khoảng nửa tiếng đồng hồ là mình ngâm gạo lứt nha, hoặc là tấm, cái này là tấm nha. Giờ mình vớt ra mình kết hợp với thằng bít mắt. Tại sao? Tại vì nếu anh em mình không cho ăn thức ăn viên công nghiệp á thì phải bổ sung thằng bít mắt này. Đó là một yếu tố rất là quan trọng nha. Nó cung cấp cái dinh dưỡng cho con gà rất là tốt. Thì mình trộn cái này nè, là mình cho gà con ăn được luôn nha, gà lớn ăn được luôn. Thì thật sự ở cái ngoài vườn này á, thì mình đang nuôi gà con ăn là nhiều nha, nên mình ưu tiên mình trộn cái này. Còn những cái con gà nọc á, nó thì nó ăn ké thôi. Còn bên cạnh đó một số con gà ở chuồng một nha, thì đặc biệt là mình phải sử dụng gạo lứt hoặc là lúa kết hợp với một chút bắp nha. Ở đây bắp thì mình cũng phải xử lý rồi hết mình mới cho ăn, chứ không phải khơi khơi bắp mua bắp bể mua ngoài chợ về là cho gà ăn liền hư gà hết á. Đó, thì đây mình cho gà ăn, anh em xem mà có con cóc, anh em mình xem bắt đầu anh em mình có cái ý tưởng gì hay hay thì cứ cho mình một vài cái bình luận nha, để mình học hỏi thêm á anh em. Còn ở đây thì mình nuôi dạng bán công nghiệp thôi, nói chung là thả lan đó, hình thức là thả lan đó. Nói gì chứ bán công nghiệp cho nó hay, chứ thật chất là mình thả lan không nha. Thả lan và cho gà ăn cái tấm hoặc là bắp hoặc là lúa thôi nha, hoặc là ba cái gạo lứt mà gà vẫn sống khỏe mạnh nha. Rồi thì mình cũng nói thêm một số yếu tố nha, nếu anh em mình nuôi gà kiểu này thức ăn đơn giản vậy đó, nếu con gà mà nó chịu rồi á thì anh em mình để ý, con gà nó không bao giờ mà nó bệnh làm bậy đâu, trừ khi mà mưa gió dữ lắm hoặc là yếu tố thời tiết nó nghịch dữ lắm á, thì con gà nó mới bệnh thôi. Ở đây anh em mình đặc biệt chú ý chút xíu nha, nếu anh em mình đang nuôi thức ăn viên công nghiệp nuôi gà nha, mà muốn chuyển qua cái tấm hoặc là bắp hoặc là gạo lứt giống như mình đó, thì anh em mình chuyển đổi từ từ nha, thay thế từ từ, và cuối cùng con gà nó quen luôn á thì mình mới đổi luôn, bỏ luôn thức ăn viên công nghiệp đó, thì lúc đó con gà mình nó không bị sốc nha, không bị chết. Rồi tới đây thì anh em mình xem gà vui nha, thì mình cũng không biết nói gì thêm, mình cho anh quay sơ sơ anh em xem chơi nghe nhạc nha, mình sẽ làm nhạc cho anh em nghe.
Thank you.